Nguyễn Văn Đường và con đường đi lên của võ sĩ có ý chí mạnh mẽ. 13 năm tập boxing để hạ knock out nhà vô địch SEA Games trong 30 giây. Đó chính là câu chuyện của Nguyễn Văn Đường. Sau Trương Đình Hoàng, Nguyễn Văn Đường đang được xem là gương mặt sáng giá tiếp theo của boxing Việt Nam tại các võ đài chuyên nghiệp cũng như các đại hội thể thao quốc tế, trong đó có SEA Games. Từng bị đánh giá không cao khi bước chân vào tập luyện boxing, nhưng đến lúc này, Nguyễn Văn Đường lại đang là một trong những võ sĩ hàng đầu của boxing Việt Nam. Võ sĩ sinh năm 1996 đã gây sốc cho cả làng boxing châu Á khi giành tấm vé tham dự Olympic bằng việc hạ knock out niềm tự hào của boxing Thái Lan, Chatchai Dechabudde. Người từng 4 lần vô địch SEA Games, 1 lần vô địch châu Á, từng giành huy chương đồng thế giới năm 2013. Nguyễn Văn Đường thắng đối thủ ngay sau 30 giây của trận đấu tại vòng loại Olympic 2020, khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính Nguyễn Văn Đường cũng không tin vào mắt mình, bởi mới chỉ cách trận thắng không thể quên này hơn 1 năm, Chatchai Dechabudde đã dễ dàng hóa giải lối chơi của Nguyễn Văn Đường trong trận chung kết hạng 57kg nam tại SEA Games 30. Còn trước đó, trong một lần tập huấn tại Thái Lan, Nguyễn Văn Đường cũng chỉ xứng quân xanh của Chatchai Dechabudde. Với tấm vé dự Olympic 2020 giành được, từ trận đấu lịch sử đó, chàng trai người Bắc Giang đã tạo nên dấu ấn lịch sử cho boxing Việt Nam, bởi lần dự Olympic gần nhất của boxing Việt Nam đã diễn ra trước đây 32 năm. Khi đó, boxing Việt Nam dự Olympic tại Hàn Quốc với hai võ sĩ là Đặng Hiếu Hiền và Đỗ Tiến Tuấn. Nhưng khi ấy, cả hai võ sĩ này tham dự mà không phải qua vòng loại. Trong khi đó, Nguyễn Văn Đường phải trải qua một vòng đấu loại với các võ sĩ hàng đầu châu lục và khu vực Đông Nam Á. Vì thế, tấm vé vô địch Olympic của Nguyễn Văn Đường càng ý nghĩa hơn. Cũng trong năm 2020, Nguyễn Văn Đường tiếp tục áp đảo các võ đài trong nước khi dễ dàng lên ngôi vô địch do hầu hết đối thủ đều bỏ cuộc. Điều đó chỉ càng nhân lên tài năng và cái uy của võ sĩ này. Thành công là vậy, nhưng câu chuyện về Nguyễn Văn Đường phải trải qua những khó khăn như thế nào thì có lẽ ít ai biết. Nếu nhụt chí, sớm dừng lại thì có lẽ giờ này Nguyễn Văn Đường đã không còn gắn bó với boxing chuyên nghiệp. Từ nhỏ, Văn Đường đã mê phim võ thuật và đến với Taekwondo. Hết năm lớp 7, Văn Đường theo tập boxing ở đội Công an Nhân dân. Lúc ấy, Nguyễn Văn Đường chỉ có 32kg, nên các thầy chỉ chủ trương để cậu rèn sức khỏe, hết 2 tháng hè rồi về nhà. Sau đó, huấn luyện viên Nguyễn Anh Dũng nhận thấy tố chất và sự quyết tâm của Văn Đường, nên quyết định để cậu ở lại tập cùng các vận động viên trẻ khác. Chỉ sau khoảng 1 năm tập luyện boxing ở đội Công an Nhân dân, năm 2010, Văn Đường giành huy chương vàng ngay lần đầu dự giải trẻ toàn quốc ở lứa tuổi 13-14. Nhưng trong 2 năm liên tiếp, Văn Đường đều thất bại ngay trận đấu đầu tiên của các giải trẻ toàn quốc. Đây thực sự là một đòn tâm lý rất mạnh đối với cậu bé người Bắc Giang. Thế nên, cậu đã về quê để tính chuyện theo học văn hóa. Dù vậy, niềm tin có thể làm được điều gì đó với boxing đã thúc giục Văn Đường xin trở lại tập luyện ở đội Công an Nhân dân. Các huấn luyện viên ở đây vẫn tin vào tố chất của Đường nên đã nhận anh lại. Rồi ở mùa 2013, Văn Đường lại giành huy chương đồng tại giải quốc gia. Từ đó tin rằng mình có thể làm được những điều lớn lao hơn. Còn huấn luyện viên trưởng đội tuyển boxing Công an Nhân dân Nguyễn Anh Dũng từ cách đây 6 năm cũng đã nhận xét. Đường có điểm mạnh là rất biết cách tấn công áp sát. Tuy nhiên, em chưa đạt đến độ chín về kỹ thuật. Để khắc phục, em cần được thi đấu nhiều hơn nhằm cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, cho rồi thêm về kỹ thuật chiến đấu. Cũng phải đến năm 2018, vì những lý do khách quan cũng như mong muốn tập luyện ở môi trường có nhiều quân xanh chất lượng cao bên cạnh đội ngũ chuyên gia nước ngoài, Nguyễn Văn Đường mới chia tay đội tuyển boxing Công an Nhân dân để gia nhập lò đào tạo VSP tại thành phố Hồ Chí Minh. Đấy cũng chính là một bước ngoặt mới với võ sĩ này. Ở đây, anh được rèn giũa mũi nhọn về chuyên môn bên cạnh việc được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc biệt để có thể trạng tốt nhất mỗi khi vào thi đấu. Điều đó cũng góp phần vào thành công trong hành trình giành tấm vé dự Olympic tại Tokyo vô cùng đáng tự hào này. Vừa rồi là câu chuyện về sự vươn lên đầy mạnh mẽ của võ sĩ Nguyễn Văn Đường. Các bạn ấn tượng nhất gì về võ sĩ này? Hãy để lại ý kiến ở phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.